Này thiện hiện, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, từ khi mới phát tâm đã chấp trước ngã ngã sở mà tu hành bố thí ba la mật đa, chấp trước ngã ngã sở mà tu hành tịnh giới ba la mật đa, chấp trước ngã ngã sở mà tu hành an nhẫn ba la mật đa, chấp trước ngã ngã sở mà tu hành tinh tấn ba la mật đa, chấp trước ngã ngã sở mà tu hành tịnh lự ba la mật đa, chấp trước ngã ngã sở mà tu hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, khi tu hành bố thí nghĩ thế này: ta tu hành bố thí, người kia nhận của bố thí. Ta bố thí vật như thế, khi tu hành tịnh giới nghĩ thế này: ta giữ giới, giới là đối tượng của ta giữ, ta thành tựu giới ấy. Khi tu hành an nhẫn nghĩ thế này: ta tu hành an nhẫn, kia là đối tượng mà ta nhẫn, ta thành tựu nhẫn ấy. Khi tu hành tinh tấn nghĩ thế này: ta tinh tấn, ta vì tinh tấn này, ta đầy đủ tinh tấn ấy. Khi tu hành tịnh lự nghĩ thế này: ta tu định, ta vì việc tu định, ta thành tựu định ấy. Khi tu hành bát nhã nghĩ thế này: ta tu tuệ, vì việc tuệ,